Rồi chào mừng anh em nha. Thì hôm nay mình quay lại cái vườn mít á. Mình đã xử lý lầm bông á anh em, mình đã cho phun tạo mầm á hai cử anh em. Thì trước mặt anh em đây là thấy cái bông nó ra như thế này nè anh em. Nó ra coi như là rất là mập ú luôn nè anh em. Bông nè. Đó thì bây giờ hiện tại giờ nó đang ra, trong cái thân nó ra rất là nhiều luôn nha anh em. Quá đẹp luôn nè anh em. Bông nào bông nấy chùm chùm cây, nói chung là nó ra bông rất là đạt luôn anh em. Ồ. Chiếc này chắc đi lãi bỏ nữa rồi nè. Bỏ đã rồi nè. Theo như tỷ lệ vườn nó ra hết luôn không anh? Hết luôn. Hết luôn nha, đều luôn nha. Đều luôn. Bông ra ra chùm 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 luôn. Đây là những cái mầm bông nè nghe anh em. Thì để phân biệt được cái mầm bông hay là cái mầm chồi á, thì ở đây thì Nam Lùng cũng có giải thích thêm với anh em như thế này. Mầm bông á, nó rất là mập nghe anh em. Mầm bông á, cực kỳ mập. Mầm đọt á, là nó rất là, nói chung là nó giống hệt như cái tim đèn vậy á. Ngồi viết mình vậy anh em. Nó đi thẳng lên á, là cái đó là cái mầm 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 đọt nha anh em. Còn cái này là mầm hoa nè. Mầm hoa thì nó rất là mập, nó tròn nghe anh em. Thì đó là mầm hoa. Ồ gà dữ lắm, gà luôn anh. Quá gà luôn nha. Đây. Thì cái này mình cho ảnh xịt hai cử 10 60 10 và MKB. Thì trong thân hiện tại giờ nó đang nhú ra rất là nhiều nha anh em. Nó nhú ra những cái mầm này là mầm hoa. Đó. Giai đoạn này chỉ cần là xịt phụ trợ thêm như chẳng hạn 30 10 10 để cho kéo lượng bông nó ra cho nó được mập nha anh em. Thì bông ra thì nói chung là cũng khá là ổn. Cái lượng bông đợt này nó ra là tương đối là rất là đều trên cái cây, hầu như là cây nào nó cũng ra hết luôn nha anh em. Nè, như cái bông này là anh em coi nè, cái bông này nó rất là mập luôn nè, sau này cái trái nó trọng lượng rất là nặng ký, nó bự nữa nha anh em. Nó ra đều bon cây luôn á. Quá gà. Ồ bông nè. Ra rất là mập luôn. Bông này bị đạt nè anh em. Đó. Để mình đi tham quan cho anh em coi nha. Chẳng như gọi là hầu như là không có miếng cỏ đó anh em. Cái clip này mình cũng có quay anh em coi rồi đó, là chẳng như gọi phát cỏ ra để gãy phân á, thì nó không có ra, không không có cỏ anh em. Thì trận này gãy phân vô rồi anh em thấy nè, cái nền đất nó có cỏ là nè, nó mọc cỏ lên lại nè. Ôi ôi, cây này nó búng bông ra dữ lắm luôn nè anh em. Nè, trong những cái mầm nè, nó ra nè. Thường á thì một số anh em có hỏi mình là làm như thế nào để cây nó được ra bông cho nó đều cây hết toàn bộ. Thì hôm nay Nam Lùng cũng có chia sẻ với anh em như thế này. Để cây mít mình á nó ra được mà đồng loạt như thế này á, thì anh em cần phải xử lý lầm bông. Xử lý lầm bông á thì Nam Lùng thường á, Nam Lùng khuyến cáo bà con nông dân mình á xịt 10 60 10 và MKB. Đó, xịt hai cử xong rồi bắt đầu anh em á đầu với gãy phân vô. Phân thì anh em gãy thằng thằng hữu cơ vi sinh 007 nè, với thằng bu má sa băng nè, cộng thêm 20 20 15. Đó anh em gãy vô thì ngày hôm nay thì gãi vô xong rồi, ngày hôm nay mình lại mình coi miếng vườn nè, thì ông anh cũng gọi là cũng khá là ok đó, nó ra bông coi như là đều cây rồi đó. Hiện tại này thì thời gian này chắc lẽ là anh em chưa thấy được cái trái, nhưng mà sắp tới á, tầm khoảng từ 20 ngày nữa thì anh em sẽ thấy được cái lượng trái rất là nhiều nha anh em. Như cây này anh em thấy là cái mầm nè, ra kinh khủng thiệt chứ. Như cái vườn này hiện tại giờ ra bông kiểu này anh thấy ok chưa? Quá ngon lành nha. Bây giờ chủ yếu là cái phun phun nữa thôi, phun nữa để cho nó hỗ trợ cho cái bông nó được kéo ra được cho nó mập nữa là ok.
ra từ ở dưới thân mở ra dài lên luôn á. Quá ra. Này bỏ cho để gì nào? Nắm này để được. Để luôn cũng được đó, không sao đâu. Này sao luôn nổi? Nổi chưa? Nổi. Giai đoạn này khỏi cắt tỉa đi. Hôm anh mới tiễn trái đột dữ lắm nhiều rồi đó. Quá trời cái chuyện này ra lông thân cũng chơi. Đây là hiện tượng là anh em thấy đó, cái mùa này là cái mùa dịch bệnh thì đó, đi vườn là hai anh em phải đeo khẩu trang luôn anh em. Tại nhiều khi á Năm Lùng đi nhiều á, Năm Lùng sợ mắc bệnh không chừng. Rồi Năm Lùng lây qua ổng, ổng nhiều khi ổng người cũng đi đâu cũng đi bậy nữa rồi lây qua mình nữa, bởi vì ra thôi. Đeo khẩu trang cho an toàn anh em ơi. Nói chung là vì mình và vì mọi người nghe anh em. Vì mình và vì mọi người đi là tốt nhất nha. Nên đeo khẩu trang. Nếu mà giai đoạn này mà anh em đi ra đường mà anh em không đeo khẩu trang là bị phạt 300 ngàn anh em. Cái đó là hiện tại có rồi đó nghe anh em, chứ không phải là Năm Lùng nói xạo nha. Có rồi đó, có người bị phạt rồi đó. Thôi xây lại vấn đề nha. Thì anh em thấy đây là cái lượng bông nó ra nè, khá là nhiều nè anh em. Bông nó ra rất là mập luôn, bông nào cũng lấy ra rất là mập luôn. Mập như ông chủ vườn vậy đó. Mập như ông chủ vườn vậy, ông nói kìa. Kinh khủng. Quá à. Bông nào cũng lấy nó ra thù lù luôn anh em. Cái này chưa xíu đầu chưa ra ha. Đang nhú nè. Tét rồi. Tét nhưng mà đã rồi nó còn nuôi được trái. Giờ nó cũng đang nhú nè. Nhú ra nè. Nè. Đang búp ra. Búp ra hết nè. Cái này viếng lại nó nuôi. Mới đây mà cỏ ra nhanh ghê cái nè. Cỏ mới đây mà có nghĩa là tháng nhiều... cái bông mày cơ dài quá bỏ nó ha. Bỏ đi. Dài quá mình thấy mình không yên tĩnh. Bỏ làm rỡ cho anh con cái nếp phải không? Thì nhất ông đó đang quay lên nó cuốn dài cả thước đó. Bông đó là bông gió. Cái bông đó là bông gió, là gọi bông gió ai đâu mà để. Thì ví dụ như mấy cái cành này ngoài này nó dài quá mình bỏ mấy này chứ nó nuôi ngoài này thì được, để giữ trong chứ. Ừ. Mấy cái này mình bỏ chứ để làm gì. Ừ. Nhưng mà giai đoạn này cứ việc để im đi. Ừ, để im đó đi cho em đi nha. Đừng có tuốt gì cho đi im đi, chừng nào mà nó hình thành ra trái rồi bắt đầu mình đi tiễn. Nào quay cái lượng trái anh tiễn bỏ đất cho được không? Quá trời luôn nè anh em. Tiện trái nè. Bông này mập hơn ổng nè anh em. Công nhận xịt thuốc này công nhận bông nó mập thiệt ha. Ừ, thù lù, bông nó mập thù lù. Ôi, cây này dữ lắm nó ra luôn ta. Này phát cỏ đang giò ha. Ồ, vườn chanh bữa nay cũng phát cỏ ngon lành rồi đó. Chú Mười ơi, làm gì mà láng do đã chú Mười. Phát láng do đẹp ha. Quá, vườn mít này nói chung là vườn mít. Vườn mít nó ra nè nè. Dữ lắm luôn. Dạ. Gọi vàng cũng lá nhớ không? Ừ. Lúc mình sửa nó tới giờ là mà... nay bú ông ngay nắp chân nè. Một trái mình lấm chân. Cái này thì nuôi trái là ok phải không? Thì đó ngóc lạnh này. Chịu lắm. Rồi. Ủa? Cái gì vậy ta? Đó.
Đây là trái mít lá bàn nha anh em, dữ lắm luôn cái trái nè, long thằng thiệt chứ. Mấy cái này nó chưa ra ha, búp ra hết rồi. Búp ra hết trơn rồi nè anh em. Cá trơn coi như là khoảng 90 không? 99% với 90. Con vườn có cây nào cũng ra, chứ có cái cây nó nuôi trái thì nó ra sao? Nó cũng búp ra rồi. Công nhận nha. Quá đẹp. Không nhận một ngày ra thấy nó khác sáng các bạn. Mấy thằng này cái hiện tượng là cái gì, thấy nằm giống hơi cầu cầu lá nó không nhìn xe cho kỹ nè, trong vườn có mấy cây gì nha. Đây là nó bị bệnh buồn vậy, chơi bài cũ đi, chơi bài cũ đi chứ ai gặp lại hả. Chơi bài cũ đi chứ sao vậy.